Quang Thảo kính chào những khán giả của kênh Quang Thảo Channel. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề chuyện tâm linh để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về nghi thức tâm linh đối với người vừa qua đời. Đương nhiên những nghi thức này không mới và cũng có rất nhiều người biết. Nhưng Quang Thảo muốn chia sẻ với những ai đang còn những thắc mắc về những nghi thức tâm linh này để chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn chẳng hạn như là tại sao chúng ta phải để cái nải chuối xanh lên bụng của người vừa mất rồi tại sao chúng ta lại che tất cả các gương soi ở trong nhà khi có người thân vừa qua đời và còn nhiều còn nhiều nghi thức tâm linh nữa thì những lời giải đáp này được quan thảo tổng hợp từ nhiều nguồn trong đó là có ý kiến của các chuyên gia về tâm linh, rồi người dân ở nhiều vùng miền khác nhau với những phong tục tập quán khác nhau, hay cả quan điểm của Phật giáo, rồi cả ý kiến của các nhà khoa học nữa. Khi mà chúng ta nói về đề tài hồn ma hay những hiện tượng tâm linh kỳ bí thì rõ ràng rất nhiều người cũng không tin và các nhà khoa học cũng vậy, họ cũng uh, nghiên cứu để họ đưa ra những cái luận chứng, để họ bác bỏ cái đề tài này. Nhưng mà chính các nhà khoa học ở trên thế giới họ cũng thừa nhận là họ vô cùng bối rối với cái đề tài là linh hồn người chết rồi sẽ đi về đâu, có hay không việc đầu thai chuyển kiếp. Chính vì vậy mà đến bây giờ cái đề tài tâm linh nó luôn luôn tạo ra những cái ý kiến tranh luận trái chiều và đâu đó nó cũng hấp dẫn người ta khám phá và tìm hiểu. Nếu như thế thì không phải chúng ta khuyến khích nhau tin chuyện tâm linh tuyệt đối đến mê tín mà khi một cái hiện tượng tâm linh nào đó diễn ra thì đầu tiên chúng ta hãy thật bình tĩnh chúng ta dựa trên cái cơ sở khoa học để chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa của nó để chúng ta có cái sự sàng lọc thông tin chính xác cho mình và có như thế thì chúng ta mới có thể bình an được. Trở lại với những nghi thức tâm linh với người mới qua đời thì uh, theo quan điểm của nhiều người những nghi thức tâm linh này nếu chúng ta thực hiện đúng và kịp thời thì sẽ tránh được xui xẻo thậm chí là tai nạn cho những người thân của người mất hoặc là cả những cái cái sự xui xẻo cho cái linh hồn của người mất nữa dù uh, những cái điều này nó mang tính chất truyền miệng nhưng mà uh, người xưa lại có câu là có thờ có thiên có kiên có lành Khoan nói đến cái sự linh nghiệm của những nghi thức này như thế nào, thôi thì chúng ta cứ tin theo cái phong tục tập quán của người xưa để lại, coi như là chúng ta à, mua được cái sự bình an cho gia đình nhất là khi tan gia bối rối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thắc mắc đầu tiên là tại sao phải che mặt người chết? Che mặt người chết là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta thường thấy khi à, có người mất có hai hình thức đó là một người ta sẽ phủ tấm chiếu lên kính cản thi thể hai là người ta sẽ phủ đến gai rồi có thêm một cái khăn nữa để che mặt người chết về việc này thì uh, uh, những người uh, họ theo góc nhìn của khoa học thì họ giải thích là tại sao phải uh, đắp thi thể bằng tấm chiếu bởi vì chiếu là vật dụng dễ tìm thấy nhất là ở vùng nông thôn thì hầu như nhà nào cũng có chiếu và chiếu đương nhiên là cái lựa chọn đầu tiên rồi. Trên thực tế thì có nhiều cái chết diễn ra do tai nạn, nhất là tai nạn giao thông. Thì người thân của người mất sẽ chưa kịp đến để mang thi thể về nhà. Chính vì vậy mà những người dân chung quanh họ sẽ giúp bằng cách là họ lấy chiếu để họ phủ lên cái thi thể. Nhất là những cái thi thể không nguyên vẹn để tránh cái sự sợ hãi cho những người xung quanh. Bởi vì con người thì vốn tính là hiếu kỳ mà càng sợ hãi thì họ càng thích xem tai nạn. Thứ hai á, là họ đắp chiếu xong họ còn đặt thêm một cái bát nhang rồi thậm chí là có dĩa trái cây có bình bông nữa. Cái điều này nó mang một cái ý nghĩa rất cao đẹp đó là tạo nên cái sự ấm áp cho người mất theo một cái tinh thần là mình chia sẻ mà người ta gọi là nghĩa tử là nghĩa tận. Thêm nữa, khi một người đã mất sẽ có cái tử khí hay còn gọi là khí hơi của tử thi toát ra rất mạnh và chiếu là một vật dụng có khả năng làm thông thoáng cho cái tử thi mà lại ngăn cái tử khí toát ra ngoài vô cùng hiệu quả. Tử khí này chắc chắn là sẽ không tốt cho sức khỏe của những người xung quanh và đặc biệt là cái hơi tự cái hơi của tử thi nó sẽ uh, lôi cuốn các con côn trùng như là mũi ruồi bay đến để bu vào và chính vì vậy mà nó ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh và cả cái thi thể nữa, vì vậy mà cho nên người ta dùng chiếu là một cái phương pháp nhanh và hiệu quả nhất trong trường hợp này. Nếu nói như thế thì tại sao những người mất tại nhà, người ta vẫn phải đắp chăn đắp chiếu hoặc là dùng khăn che mặt lại? thì à, với những người mà theo cái góc nhìn tâm linh đó, họ giải thích như sau: việc đắp chiếu chăn hay dùng khăn che mặt cho người chết là có dụng ý sâu sắc bởi vì lúc mới qua đời con người vẫn chưa biết mình đã chết họ sẽ cảm thấy mơ hồ khó hiểu và ở lại dương gian để tìm câu trả lời khi linh hồn nhìn thấy thể xác của mình có nghĩa là họ sẽ phát hiện ra mình đã chết họ sẽ rất bất ngờ và đau khổ phần lớn người chết sẽ không chấp nhận cái chết đến với mình quá đột ngột vì thế phần linh hồn của người chết sẽ ở lại bên cạnh thi thể và không muốn rời đi đây là một việc làm trái với quy luật sinh tử, do đó linh hồn không được thanh thản siêu thoát. Nhất là với những cái chết không toàn dạng thi thể, linh hồn sẽ thấy kinh hãi hoảng loạn rồi đau khổ tột cùng. Theo quan niệm tâm linh, những linh hồn trong trạng thái này sẽ thành hồn ma dứt dưỡng, đôi khi là những linh hồn nổi loạn rồi gây ra những hậu quả xấu cho chính họ và cả người thân. Chỉ khi họ đủ thời gian bình tĩnh chấp nhận mình đã chết, linh hồn ấy sẽ chấp nhận rời khỏi thể xác xa lìa dương gian thì mới được siêu thoát để đầu thai còn theo thuyết nhà phật thì chúng ta lại có lý giải thế này khi con người vừa mất được gọi là cận tử nghiệp tức là nghiệp lực trước khi chết khi một người vừa tắt thở họ vừa trải qua một giấc mộng giấc mộng này cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp hiện tại để chuyển sang một kiếp mới Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì trên gương mặt người chết sẽ bộc lộ những sắc thái và màu sắc khác nhau trên gương mặt. Có những lúc vui mừng, hiền lành, có những lúc câu có, giận dữ, có khi da mặt lại chuyển vàng, có khi lại trắng bạch hoặc xám xịt. Còn nhiều hiện trạng đáng sợ hơn đó là biểu hiện trên gương mặt như há hốc miệng cắn răng le lưỡi thậm chí là khóc và cuối cùng giấc mộng cận tử nghiệp ấy cũng tan biến thì gương mặt kia lại trở lại bình thường như một người đang nằm ngủ chính vì thế người đời thường che mặt người chết để những người sống đỡ sợ hãi và giây phút cận tử nghiệp rất cần sự trang nghiêm tĩnh lặng để linh hồn người chết thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian kể cả sự ràng buộc của tình thân bằng quyến thuộc từ đó họ mới có thể buông bỏ chấp nhận và thanh thản ra đi đối với gia đình dù gương mặt của người thân vừa chết có thể hiện như thế nào thì cũng sẽ tạo ra sự xúc động nhất định và nếu không kiềm chế được cảm xúc thì chính người thân của người chết sẽ gây ra sự cản trở cho quá trình chuyển nghiệp này Tóm lại, việc che mặt của người chết là để tạo ra sự nhất tâm cầu nguyện của những người xung quanh để tạo ra năng lực hỗ trợ cho linh hồn người chết được siêu sanh tịnh độ. Vậy cái lời giải thích theo cái quan niệm của Phật giáo thì Quang Thảo thấy nhẹ lòng và mình cảm thấy nó có mang một cái ý nghĩa gì đó rất cần cái tình thương và sự tỉnh táo của người thân để hộ niệm cho linh hồn người chết và quan thảo tin rằng nếu chúng ta thực hiện cái lời khuyên này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thắc mắc thứ hai đó là tại sao phải che các tấm gương trong nhà khi có người vừa mất. Che các tấm gương trong nhà khi có người vừa qua đời là hình ảnh rất quen thuộc mà hầu như đám tang nào cũng làm. Che gương thì có nhiều hình thức có thể kể đến đó là che bằng giấy báo giải hoặc dùng dôi ăn trầu rồi đánh lên chữ thập riêng dôi thì người ta tin rằng dôi có tính cay nồng nên có thể trừ được tà ma vậy thì tại sao phải che các tấm gương trong nhà khi có người mất khi con người lìa khỏi nhân thế nhiều linh hồn vẫn không thể chấp nhận sự thật khi người vừa mất thần thức của họ sẽ ghi nhớ những điều lúc họ còn sống họ sẽ đi lang thang khắp nơi trong nhà thậm chí là đi lên lầu vào phòng ngủ và thực hiện cả những sinh hoạt thường ngày của họ cho đến khi họ nhận thấy trong nhà có nhiều xáo trộn nhiều người đến bu quanh thân tứ đại của họ than khóc gọi tên họ họ sẽ dần nhận ra nhưng họ cần thời gian để chấp nhận điều này đặc biệt trong lúc dông hồn đi lang thang và trong cái giây phút cận tử nghiệp thì đây là giây phút đáng sợ của linh hồn khi người đã khuất vô tình đi ngang qua gương họ không thấy cái bóng dưới chân như những người bình thường mà thay vào đó thứ họ nhìn thấy chỉ có hình mà không có bóng thật đáng sợ họ sẽ thấy hoảng loạn đau khổ và yếu đuối thậm chí có những truyền thiết cho rằng trong trạng thái này những linh hồn yếu đuối dễ bị hút vào trong chiếc gương mà không thể thoát ra sẽ lỡ mất đi thời gian đầu thai. Và nếu xảy ra tình huống linh hồn bị nhốt vào gương mà không phát hiện kịp thời, không có người đủ năng lực đến giải cứu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến linh hồn và cả những người thân trong nhà. Bởi vậy, việc lấy tấm giải, giấy báo hoặc thứ gì đó che toàn bộ những đồ dùng có tính phản chiếu như gương soi, cửa kính, tivi và cả những vật dụng khác là điều cần nên làm trong cái đề tài này thì có một ý kiến của sư thầy theo thuyết của nhà phật đã khuyên rằng việc che các tấm gương là truyền thống theo phong tục tập quán của con người nhà phật thì không có chủ trương trừ tà hay dùng bùa chú vậy muốn người đã khuất chấp nhận sự vô thường để siêu thoát thì trước tiên những người sống phải chấp nhận quy luật sinh tử tàn quyến không nên khóc lóc quá nhiều hay nói những lời mang tính níu kéo người đã khuất hãy cần nén đau thương để linh hồn người chết không bị quyến luyến thi thoảng trong tang lễ và những ngày sau đó người nhà nên khấn vái tên tuổi của người mất rồi nói cho họ biết rằng họ đã lìa xa cõi tạm hãy yên lòng ra đi người ở lại cũng sẽ sống tốt và sẽ làm theo những ước nguyện của họ rằng cái chết là một sự thật chết chỉ là sự trở về nơi chúng ta sinh ra có như vậy thì những linh hồn ấy mới nhanh chóng nhận thức mà siêu thoát được bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thắc mắc thứ ba là tại sao phải đặt nải chuối xanh lên bụng của người vừa mất theo quan niệm của dân gian thì nải chuối xanh là loại quả mang tính âm do đó sẽ phù hợp với khí âm của người âm hơn là các loại mang tính dương À, các thầy Pháp cúng binh ngày xưa thì cũng thường sử dụng cái nải chuối xanh để cúng người âm Và nải chuối xanh mang tính âm thì sẽ giúp cho linh hồn của người chết dễ dàng được siêu thoát Vì nải chuối mang tính âm nên có thêm một tác dụng là ngăn cản khí dương của các loài động vật như là mèo Mèo là động vật mang tính khí dương cực kỳ mạnh Khi nhảy qua xác của người chết thì sẽ có cái lực để hút người ta bật dậy và nải chuối mang tính âm đặt trên bụng của người chết sẽ hạn chế tối đa việc này. Thậm chí là ngăn cản cái người chết bật dậy để đi theo mèo mà hiện tượng này người ta gọi là quỷ nhập tràng. Việc để nải chuối xanh lên bụng người vừa mất còn có một ý giúp cho người mất đỡ đói. Bởi vì ngày xưa cơm gạo là một món ăn vô cùng hiếm hoi, chuối lại là loại quả có sẵn vì trồng được rất nhiều xung quanh nhà. Lúc còn sống cũng vậy, để đỡ đói thì người ta thường ăn tạm quả chuối trước khi có cơm ăn. Chính vì vậy, người ta quan niệm rằng nếu trong lúc tan gia bối rối, người nhà chưa kịp cúng cơm thì người chết cũng đã có chuối sẵn để ăn, không lo đã là một cái hồn ma bị đói. Bên cạnh những điều vừa nói ở trên thì việc dằn nải chuối xanh lên bụng của người mất nó còn dựa trên câu chuyện dân gian. Theo tương truyền thì trên thiên đình có một con thiên cẩu hay còn gọi là chó trời bên cạnh việc giữ cửa trời thì thiên cẩu này còn có một sở thích rất mang rợ đó là nếu đánh hơi thấy có người chết ở dưới trần gian nó sẽ xuống móc hết ngũ tạng để ăn quan niệm này được người dân nam bộ rất tin tưởng vì thế họ thường đặt một nải chuối xanh trên bụng người chết rồi kèm theo đó là đốt thêm năm ngọn đèn vì theo người dân nam bộ xưa thì năm ngọn đèn là tượng trưng cho năm vị thần canh giữ xác người khi thiên cẩu xuống thì năm vị thần này sẽ ra sức đánh đuổi thiên cẩu đi. Và trong trường hợp mà các vị thần này không đuổi được thiên cẩu thì thiên cẩu cũng đã có sẵn nải chuối để ăn thay vì phải ăn ngũ tạng của người chết. Và cuối cùng thì có một số người theo cái quan điểm của khoa học thì họ nói rằng cái việc mà dằn nải chuối xanh chỉ là có công dụng làm cho cái quá trình phân hủy tử thi của người mất chậm lại như thế thì sẽ giúp cho những người thân họ yên tâm chuẩn bị cái công tác khâm liệm tổ chức tang lễ được chu đáo hơn. Thì về cái vấn đề này thì quan Thảo thấy là có những cái ý kiến nó cũng tương đối là trái chiều nhau thì à, tùy theo cái sự à, nhận thức của chúng ta và cũng như là cái lòng tin của chúng ta về tâm linh thì chúng ta cũng sẽ cho mình một cái câu trả lời Bây giờ chúng ta đến với cái thắc mắc thứ tư đó là tại sao phải cắt nút áo người chết trước khi khâm liệm. Như chúng ta đã biết thì trong tang lễ của người Việt Nam nói chung thì có nhiều cái nghi thức phức tạp đôi khi rất, rất là kỳ lạ. Những nghi thức này thì đôi khi nó làm cho chúng ta thắc mắc mà một trong những cái nghi thức mà chúng ta thắc mắc chắc có lẽ là cũng nhiều đó là việc cắt nút áo Vậy thì tại sao chúng ta phải cắt nút áo của người mất trước khi chúng ta à, để cái thi thể vào hòm và khâm liệm? Thứ nhất, việc cắt nút áo hay còn gọi là cắt cúc áo là dựa trên một cái yếu tố thực tiễn từ xa xưa. Đó là từ xa xưa thì cái cúc áo được làm bằng kim loại như là đồng, là nhôm hay là những cái người quý tộc, vua chúa thì họ sẽ làm bằng vàng chính vì vậy mà nó sẽ rất khó bị ăn mòn thậm chí là tan rã theo thời gian bởi vậy khi mà cái thi thể đó uh, phân hủy theo thời gian thì cái cái hài cốt của họ sẽ lẫn vào những cái cúc áo bằng kim loại này sẽ ảnh hưởng đến cái thi thể cũng như cái linh hồn của người đã mất chính vì vậy mà người ta nghĩ rằng việc tốt nhất là nên loại bỏ những cái gì bằng kim loại để nằm chung với cái xác người nơi đó là cái cách mà người xưa người ta giải thích cái thứ hai, người ta còn có thêm một cái quan niệm rằng cái cúc áo ngày xưa nó đã được là đại diện cho năm đức tính tốt của con người đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Sau khi mất, nếu ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu cúc áo thì nó cũng mang một cái ý niệm là để lại năm đức tính cho con cháu mình hay là một cái lời nhắc nhớ rằng con cháu đời sau hãy thừa kế hãy gìn giữ hãy phát huy cái truyền thống nhân lễ nghĩa trí tính tốt đẹp của ông cha và hãy sống cho thật xứng đáng với những cái ý niệm này cái thứ ba nữa cái cúc áo người xưa còn nói rằng nó đại diện cho của cải vật chất ở trần gian mà những thứ này thì người mất không thể mang đi đến chính suối được cắt bỏ nút áo như một lời khai thị cho người mất một sự nhắc nhở rằng chúng ta hãy buông bỏ bởi vì khi sinh ra chúng ta không có gì ngoài cái thân tứ đại này vậy thì khi chết đi chúng ta cũng chẳng mang theo được gì cả chúng ta được hình thành từ cát bụi thân cát bụi thì về với cát bụi hiểu như thế để con người bớt đi lòng tham dẹp bỏ sân si để ngày trở về với cát bụi chúng ta hoàn toàn thanh thản mà siêu thoát theo quy luật sinh tử của đất trời từ đây chúng ta có thể suy ra nghi thức cắt bỏ nút áo hay còn gọi là cúc áo khi mà mình khâm liệm cho người mất thì đây là một cái nghi thức đẹp nó để lại cho người sống nhiều suy ngẫm về sự vô thường sự buông bỏ và về cái đạo lý nhân lễ nghĩa trí tính và từ đó thì chắc chắn là con cháu nhiều đời sau cũng sẽ sống tốt đẹp hơn đó là một cái nghi thức mà quan thảo thấy là nó không có một cái yếu tố tâm linh rùng rợn chỉ là một cái khái niệm đẹp của người xưa gửi gắm vào một cái nghi thức khi tận liệm. Thì cái này quan thọ nghĩ rằng là nó rất ý nghĩa phải không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thắc mắc thứ năm và có lẽ cũng là thắc mắc cuối cùng bởi vì thời gian có hạn thì chúng ta sẽ đến với năm uh, câu hỏi thôi rồi uh, uh, lần sau chúng ta sẽ quay trở lại với uh, những cái nghi thức tâm linh uh, có thể nói rằng là kỳ lạ hơn rồi bây giờ ở trong cái thắc mắc cuối cùng thì uh, chúng ta thấy rất là quen thuộc đó là tại sao lại có người chết không nhắm mắt thì trên thực tế thì có rất nhiều trường hợp người ta chết không nhắm mắt và đôi khi kèm theo đó là những câu chuyện tâm linh rùng rợn mà người thân của người mất họ kể lại chẳng hạn như là một người họ đang nhắm mắt khi họ gặp lại cái người mà lúc họ còn sống họ ghét thậm chí là họ thù mà đứng bên cạnh thi thể của họ thì tự nhiên họ mở mắt ra hay là một người á là không nhắm mắt vì đang chờ cái người thân của mình về và chỉ cần người thân mình về thôi là tự tự nhiên cái gương mặt đã nhắm mắt lại mà không cần ai giúp cả hoặc là con cháu lỡ trăng trối cái điều gì đó mà không thực hiện thì y như rằng là cái người chết đó không nhắm mắt thì nó có nhiều cái cái giai thoại quanh cái chuyện này mà đôi khi khoa học họ cũng không lý giải được tùy theo cái hiện tượng và tùy theo cái tâm linh của mỗi người mà chúng ta có nhiều câu chuyện xung quanh cái việc mà chết không nhắm mắt. Nhưng mà các nhà tâm linh thì họ giải thích như thế này. Khi mà một người vừa qua đời thì linh hồn của con người ta vẫn ở bên cạnh và đôi khi là ở bên trong cái thi thể thêm một thời gian ngắn nữa. Thì trong cái thời gian này, linh hồn vẫn cảm nhận tất cả những cái gì đã diễn ra xung quanh mình. Tuy nhiên sau cái thời gian ngắn đó thì linh hồn sẽ rời đi và đi đến một cái nơi khác. Hiện tượng người chết không nhắm mắt là do cái chết diễn ra đột ngột và đa phần nó xuất phát từ cái chết quan khuất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết gọi là quan khuất như là bị giết hại nè, hay là bị tai nạn nè, hoặc là trước khi chết người ta mang theo một cái lòng thù hận, ghê gớm đến mức độ mà người ta không buông được ở trong cái giây phút cận tử nghiệp rồi thêm nữa là người ta giàu có quá nhiều của cải người ta gậy dựng cả sự nghiệp cho nên khi người ta mất đi người ta tham luyến cái của cải đó mà người ta không buông và cái chuyện mà họ không nhắm mắt mình xem như là một cái tín hiệu của sự phản kháng về một vấn đề bất bình nào đó hay là một cái tín hiệu yêu thương dành cho cái người mà họ thương còn ở lại trần gian và với cái những cái linh hồn mà chúng ta gọi là linh hồn quan khuất thì điều này rất cực kỳ nguy hiểm nếu như linh hồn đó họ không chấp nhận cái chết họ ra đi thanh thản thì họ sẽ dễ bị lạc vào người ta gọi là ngạ quỷ là và giống như là bị quỷ lôi kéo và họ sẽ đi lạc và chính sự đi lạc này sẽ làm cho họ tạo ra thêm một nhiều cái quan khuất mới nữa mà nó sẽ ảnh hưởng đến chính linh hồn của họ và cả gia đình của họ. Và cái quan niệm dân gian xưa họ còn cho rằng nếu mà người chết không nhắm mắt và khi vuốt mắt rồi vẫn không nhắm mắt thì cái linh hồn đó họ sẽ tìm kiếm một ai đó nhất là người thân trong gia đình của mình để cùng họ đi xuống với âm phủ. Và trong trường hợp này, người nhà muốn quá giải thì phải tổ chức cúng và tụng niệm khai thị cho người chết. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể giải thoát cho linh hồn. Bởi vì người người chết hơn ai hết họ phải tự thân tỉnh táo đón nhận cái chết trong sự buông bỏ. Họ có thể bị dướng lại nơi họ chết mãi mãi và trở thành một hồn ma quan khuất dày dò trì miên nếu như họ không chấp nhận sự thật đó là buông bỏ. Vậy thì theo cái nhìn của các nhà khoa học thì hiện tượng chết không nhắm mắt là do đâu? Mắt không nhắm lại sau khi chết có thể do cơ thể không thể điều chỉnh được các cơ mắt khi họ qua đời. Điều này có thể xảy ra trong một số trường hợp, đặc biệt là khi có người chết bất ngờ do tai nạn sự việc diễn ra quá nhanh một cái chết bất ngờ đột ngột sẽ khiến cho cơ thể chưa kịp phản ứng hay còn gọi là phản xạ của mắt khi ngưng thở ngoài ra trong một số trường hợp thì trong quá trình điều trị bệnh nhân đã sử dụng quá nhiều chất gây tê gây mê hoặc thuốc an thần giảm đau cũng có thể ảnh hưởng đến người chết làm cho họ không thể nhắm mắt vậy thì nếu như người chết không nhắm mắt thì chúng ta phải làm sao thì theo kinh nghiệm thường thấy thì chúng ta sử dụng cái cách đó là dùng bàn tay vuốt từ trên trán xuống dưới mũi của người chết để kéo các cơ của mí mắt xuống và làm như thế thì mắt sẽ nhắm lại. Nhưng nếu như đã vuốt nhiều lần mà mắt không nhắm lại thì chúng ta phải làm sao? Thì người ta khuyên rằng chúng ta nên dùng một cái khăn mềm để phủ lên trên gương mặt của người chết vì người ta tin rằng việc phủ khăn lên cái gương mặt đó sẽ làm cho các cơ mắt dịu lại thì cái việc vuốt mắt sẽ dễ hơn và trong vài trường hợp đặc biệt người chết dù vuốt cỡ nào cũng không nhóm, nhắm mắt lại thì chúng ta phải làm sao khi đó thì người nhà phải cần sự bình tĩnh không được hoảng loạn chúng ta hãy dùng khăn dùng mền dùng chiếu chúng ta phủ toàn bộ cái thi thể đó lại và một thời gian nhất định nào đó thì người ta tin chắc rằng thế nào rồi thì người chết đó cũng sẽ nhắm mắt lại mà thôi cho nên người nhà cũng đừng quá lo lắng còn theo quan điểm của phật giáo thì có ý kiến cho rằng khi một người chết không nhắm mắt đó là do cơ thể của họ chưa hoàn toàn thật sự chết đi khi một người qua đời linh hồn họ sẽ rời khỏi cơ thể và tiếp tục sống ở một thế giới siêu nhiên nào đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể vẫn giữ một ít sức sống gây ra hiện tượng không nhắm mắt khi chết. Hiện tượng này không có gì lạ, đây là một phần của quá trình chết mà thôi. Vừa rồi là chúng ta đã đi qua được uh, 5 cái lời giải thích cho năm cái hiện tượng mà quan thảo thấy nó cũng là một hiện tượng tâm linh uh, vừa kỳ bí nhưng mà cũng vừa gây cái sự uh, tò mò đôi khi là sự tranh luận trái chiều đối với những người mà theo nhiều cái quan niệm tôn giáo khác nhau hay là cái uh, quan niệm uh, dùng miền khác nhau nhưng mà quan thảo nghĩ rằng đằng sau mỗi cái phong tục tập quán mỗi cái nghi thức tâm linh thì nó đều chứa đựng những cái quan điểm khác nhau mà đã nói về tâm linh thì chúng ta rất khó để mà khẳng định cái nào đúng cái nào sai. Ngay cả các nhà khoa học thì dù họ có phân tích, họ có lý giải thế nào đi nữa thì sau cùng các nhà khoa học họ cũng tôn trọng những nghi thức này, xem như đây là đời sống tinh thần của con người, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán của từng vùng miền của từng quốc gia. Và trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay nhất là những người sống ở thành thị thì uh, đâu đó những cái nghi thức tâm linh này nó cũng dần giảm bớt lại để nó phù hợp với cuộc sống đô thị cũng như là nó phù hợp với cái điều kiện của gia đình nhưng mà đâu đó thì mình vẫn thấy cái câu có thờ, có thiên, có kiên, có lành nó vẫn còn cái giá trị và vẫn toàn tồn tại đến ngày nay thật ra thì uh, quan thảo nghĩ thế này chúng ta biết tôn trọng con người sống cũng như chết thì uh, có thiên có lành ở đây chính là sự bình yên trong cuộc sống của chúng ta và uh, đôi khi có những cái hiện tượng, đôi khi có những cái điều mà có cải đến đến 100 năm nó cũng không có cái cái lời giải đáp thỏa đáng thì thay vì chúng ta cứ mãi đi tìm cái câu trả lời thì chúng ta nếu nó không ảnh hưởng gì đến cái đời sống chúng ta nó không có gây hại cho ai thôi thì chúng ta hãy tin vào những cái phong tục tập quán của người xưa của cái dân tộc mà chúng ta sống và đôi khi của cái tôn giáo mà chúng ta uh, đang theo để chúng ta có được cái sự bình an cho mình thì quan thảo nghĩ rằng khi cái tâm của chúng ta an thì việc gì chúng ta cũng thành và tâm an diệt thành thì chắc chắn cuộc sống của ta sẽ có nhiều hạnh phúc và quan thảo hy vọng rằng những cái nghi thức tâm linh này nó không làm cho chúng ta sợ hãi mà nó làm cho chúng ta hiểu đúng và thực hiện đúng và quan thảo cũng chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng tìm được sự bình an trong đời sống thường nhật cũng như đời sống tâm linh của chính mình và đến đây thì quan thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những nghi thức tâm linh lần sau chào tạm biệt mọi người